Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chuyển sang phần tiếp theo là phần thông tin xin khai thị. Ngày hôm nay chúng con nhận được 2 trường hợp đã đăng ký xin khai thị trước cùng với ban tổ chức. Đó là camera Tịnh Quý Bình Dương và camera nhóm cộng tu Xuân An Nghi Xuân. Nhưng trước khi chuyển sang phần thông tin khi xin khai thị, ngày hôm nay chúng con nhận được một tin vui vãng sinh vô cùng hoan hỉ, xin chia vui cùng với toàn thể đại chúng. Xin ban tổ chức chuyển tới hình ảnh của camera đạo tràng A Di Đà Hải Dương. Xin có lời tri ân trực tiếp với lão cư sĩ Diệu Âm cùng toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Minh Đạt Diệu Thành xin đọc thay cho bác ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni chứng minh, con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm và ban tổ chức đường Zoom thế giới hộ niệm cùng tất cả chư liên hữu đồng tu trên đường Zoom ạ. Hương Linh Phạm Thị Khuyên khi còn sinh thời sống tại Việt Hồng Thanh Hà Hải Dương, từ bé đã có căn bệnh tim cho tới lúc 46 tuổi. Chị mắc căn bệnh ung thư nên không lấy chồng, và chị cũng có đi chùa tụng kinh niệm Phật, ít nhiều cũng có chút ít hiểu Phật Pháp. Khi chị biết mình bị bệnh, chị đã nói với mẹ con sau khi con chết, mẹ nhớ mời mọi người tới tụng kinh niệm Phật cho con nhé. Chị ấy dặn mẹ con bỏ thân, phải thiêu không chôn, vì chôn thì bẩn. Con có bệnh là nghiệp duyên của con, có gì mẹ phải buồn phải lo. Và duyên đã đủ đã chín, mẹ của chị ấy đã mời đạo tràng A Di Đà Hải Dương chúng con và đạo tràng chia sẻ 15 điều quy luật về hộ niệm và 10 điều lúc lâm chung, gia đình đã đồng ý hết. Từ lúc bắt đầu hộ niệm, chúng con hộ niệm cho chị được 3 thời. Chúng con chia sẻ, phân tích những bài khai thị ngắn của lão cư sĩ Diệu Âm, nhưng chủ đề về niềm tin và chủ đề về buông xả, hướng dẫn tín nguyện hạnh, và đặc biệt chủ đề tham sống sợ chết, sợ bệnh, sợ đau, tham luyến tình thân. Chị ấy cũng có cái hay là không sợ chết, không sợ bệnh, mà cũng không tham chấp gì. Chỉ duy nhất là chị hay bị hôn trầm. Con nói với chị rằng, như người ở thế gian không chồng không con, ra đi tuổi còn sớm như thế này là khổ, là tiếc đời. Nhưng với con đường giải thoát cầu về Tây Phương Cực Lạc thì lại là một điều hay. Là người có phước lớn, bởi nếu hôm nay có chị có chồng có con, chắc gì chị đã được hộ niệm. Ngoài kia bao nhiêu người có gia đình chồng bị chồng cản trở, vợ cản chồng, con cái thì không hiếu thảo, không no hộ niệm cho cha mẹ. Ấy thế mà chị không có, quá là hay ạ. Có bao nhiêu người mong được như chị, mong có ban hộ niệm, mong về Tây Phương Cực Lạc, mà xếp hàng chờ đợi, mà A Di Đà Phật ngài đã đến đâu, đã được về đâu. Ấy vậy mà chị lại sớm bỏ cái thân này, cái thân bất tịnh này về Tây Phương Cực Lạc thành đạo, sướng quá còn gì. Nếu có đổi em bị ung thư như chị, em về Tây Phương Cực Lạc luôn chị à. Vậy chị mừng lên. Chưa bao giờ chị làm Bồ Tát, chuyến này về làm Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc. Hàng tỷ người trên thế gian này có mong ước cũng chẳng gặp được. Vậy chị vãng sinh nhớ phải cười đấy nhé. Chị đồng ý gật đầu và cười. Ngày chị xả báo thân, ngày chị xả bỏ báo thân, chúng con đã tới hộ niệm cho chị 12 tiếng. Chị ấy đã để lại thoại tướng mềm mại, môi mỉm cười, và chúng con hộ niệm cho chị thêm 2 tiếng nữa, như đã hứa với chị là hộ niệm 12 tiếng. Đạo tràng A Di Đà Hải Dương chúng con xin đại diện cho gia đình và Hương Linh. Chúng con xin cảm niệm tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã trải nghiệm trường kỳ pháp hộ niệm, rút tỉa được biết bao kinh nghiệm và đúc kết bao nhiêu tọa đàm để chúng con hiểu và hành đúng pháp hộ niệm. Chúng con thực hành và hướng dẫn chính xác cho người hữu duyên trên con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Cái gì phải bỏ và cái gì phải giữ. Chúng con xin thành tâm cảm niệm tri ân tới ban tổ chức đường Dung Thế Giới Hộ Niệm đã tạo duyên trình chiếu rất nhiều tấm gương vãng sanh, làm cho niềm tin cho người còn sống tin tưởng con đường liễu thoát sanh tử ngay trong đời này. Đạo tràng chúng con xin cảm niệm tri ân tới các quý Phật tử đã không quản ngại thời gian gián tiếp trực tiếp hộ niệm cho Hương Linh. Và một lần nữa chúng con xin chúc quý thầy cùng lão cư sĩ Diệu Âm, toàn thể đại chúng dũng mãnh tinh tấn, tâm không thoái chuyển, quyết lòng niệm Phật cầu nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, một đời thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, vì sự lợi ích của chính mình, người thân yêu của mình và những người hữu duyên với hộ niệm, xin đại chúng hãy dùng hết những tâm lực, trí lực, sức lực của mình bằng tất cả những phương tiện để lan tỏa phương pháp hộ niệm, để nhà nhà, người người, ai ai cũng có thể có lợi ích liễu thoát sinh tử, đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc trong một báo thân này. Nam Mô A Di Đà Phật. Right.